Dylan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Chủ đề hôm nay, nếu anh là số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Đó là một người chăm sóc coi như là chân mày và mí mắt cho Dylan mười mấy năm rồi. Đó là anh Dương Thanh. Tiệm này là tiệm phun xăm điêu khắc chân mày. Dylan mới vừa làm xong nè. Hồi nãy là hồi sáng Dylan ở trên trường, Dylan có check in ở trên trường, Dylan thi ha. Cái xong mà phun xăm xong nè. Đây là chân mày, là điêu khắc chân mày, phun mí mắt và phun môi, mà sau 2 tiếng phải hoàn thành. 2 tiếng mà môi không hề nha. Sau này về cũng không có bong chóc, không có bị gì hết. Đó, Đình Lan mới vừa làm xong. Địa chỉ của mình là chợ Nguyễn Văn Trỗi, gần cái cầu Lê Văn Sĩ á. Nó có chợ Nguyễn Văn Trỗi, địa chỉ mình là mấy ta? Biết cái địa chỉ này. Mặt tiền chợ ha, có một cái tiệm tên là tiệm tiệm Win Win. Là họ người vợ thì làm nail, làm móng tay móng chân, còn chồng thì làm điêu khắc chân mày, phun môi, phun mí mắt, phun xăm ha. Số điện thoại của anh làm chân mày là 0908004738, anh Dương Thanh. Mọi người có gì thì đến ủng hộ cho bên tiệm Win Win này ha. Xin chào mọi người.